Tôi không yêu Quỳnh. Cô không yêu ta, lại vì ta không đủ tốt sao? Không, Quỳnh rất tốt. Quỳnh phóng khoáng. Lỗi là nếu như gặp Quỳnh sớm 10 năm, chắc chắn tôi sẽ khóc lóc đòi gả cho Quỳnh. Vậy tại sao hiện giờ lại không yêu được? Yêu một người cần có trái tim, mà trái tim của tôi đã đi theo phu quân của tôi, chôn vùi với hoàng thổ.